Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thanh Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York thì 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali từ 6 giờ đến 11 giờ sáng. Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 11, Tăng Ngũ Quang. Biên soạn tỳ kheo Giác Đẳng, vẫn nhập tỳ kheo Giác Đẳng và sẽ được Ngài Tỷ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin cho tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngữ. Thiện nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, đã từ bi hoan hỷ, đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Thành kính đảnh lễ Ngài Tỳ Siêu cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma bài 11 Tập Ngũ Quang sẽ được Ngài Tỳ Siêu thuyết giảng. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa Thượng Tọa Tuệ Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, như chúng tôi có đề cập ở trong một bài học khi mở đầu về tâm, thì có nhiều cách để đưa ra cái trình tự hướng dẫn về tâm. Thí dụ, trong Thắng Pháp Tam Biểu Luận thì bắt đầu nói tâm bất thiện, rồi tâm vô nhân, rồi tâm dục đế tịnh hảo. Và ở
trong một số những sách giáo khoa khác, ví dụ như quyển siêu lý học của siêu trưởng hay là luận tạng của Phật giáo Bắc truyền, thì bắt đầu với sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, rồi sau đó mới đề cập đến ý thức. Ở đây khi chúng ta nói về ngũ quan, tức là chúng ta cố gắng để dùng một cái từ vựng rất là quen thuộc với nhiều người, thay vì chúng ta nói về ngũ sáu thức. Ngũ quan tức là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Đặc biệt ở trong ngũ quan thống pháp, ở vị thông của tạng Pali, môn học mà chúng ta đang học, thì những cái cặp như là những cái giác quan như là thị giác, thính giác luôn luôn là được đề cập, là có một cặp quả thiện và quả bất thiện. Điều này nó tạo nên một sự khác biệt rất lớn khi mà chúng ta nói nhận thức chỉ là nhận thức thôi, mặc dù cả hai đều là thọ xả, cả hai đều tương đối rất là mũi lực. Bài học về tâm ngũ quan thật ra là một bài học rất là dài và đặt cơ sở để chúng ta hiểu về sau này. Có một điểm mà chúng tôi muốn lưu ý quý Phật tử là trong thắng pháp, khi mà mình học đó, không phải chúng ta chỉ học từng cái tâm, mà chúng ta còn phải học về một cái khái niệm tâm đó nó ở vị trí nào ở trong cái tiến trình tâm thức, thì như vậy chúng ta sẽ hiểu rõ hơn bài học. Vì vậy cái biểu đồ mà chúng ta đề cập đến ngày hôm nay, quý vị có thể nhìn qua khi mà chúng ta nói về cái phần hành hay phần sự của mỗi cái tâm. Quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ cung kính trình tọa tự siêu giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Abhidhamma bài 11, tâm ngũ quan. Biên soạn tỳ kheo Giác Đẳng và sẽ được ngài tự siêu thuyết giảng. Bài 11, tâm ngũ quan. Trong ngôn ngữ phổ thông, ngũ quan gồm có thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Trong thắng pháp, Abhidhamma được biết với tên gọi ngũ song thức, nghĩa là cặp năm cặp thức: cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức. Gọi là cặp vì mỗi giác quan có hai tâm biết cảnh tốt, hai biết cảnh xấu. Như tâm nhãn thức có hai là nhãn thức quả thiện, thấy cảnh sắc tốt, và tâm nhãn thức quả bất thiện, thấy cảnh sắc xấu. Bốn giác quan còn lại cũng có cách như vậy. Điểm thú vị cần ghi nhớ ở đây là theo thắng pháp Abhidhamma, tâm ngũ quan không có phân định xử lý cảnh hay dựa trên định kiến để xác định cảnh tốt hay xấu, mà hoàn toàn là thứ tâm quả sanh lên do nghiệp. Để hiểu điều trên nên nhận rõ điểm này, các tâm nhận thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, biết các cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc trong hình thái sơ đẳng nhất. Thí dụ như tâm nhận thức chỉ nhận biết đường nét vuông, tròn, hai màu sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, chứ không phân biệt đây là tranh, Picasso. Hai, cảnh trí sơn thủy hữu tình, tất cả những phân biệt định đoán nhồi nặng phản ứng đối với cảnh thuộc các tâm xử lý Chakwana. Vì tính cách đương đối mùi lược của tâm ngũ quan nên bốn cặp đầu, cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức đều thọ xả. Riêng cặp thân thức thì có hai: thân thức thọ khổ, tâm quả bất thiện, và thân thức thọ lạc, tâm quả thiện. Mặc dù 10 tâm ngũ quan đóng vai trò tương đối đơn giản trong tiến trình tâm thức, nhưng lại là ghi nhận 5 cảnh sắc: thinh, khí, vị, xúc,
trong trạng thái uy nguyên và trung thực nhất, nên có ảnh hưởng quan trọng đối với chúng sanh trên cả ba phương diện: nghiệp, quả và phiền não. Mặc dù mười tâm ngũ quan làm việc có tính cách máy móc, cơ năng, nhưng ngay ở những tâm này là sự thể hiện của quả tốt xấu. Trong mỗi tiến trình tâm có cả ba thứ: tâm, nhân, quả, không nhân, không quả. Mười tâm ngũ quan thuộc tâm quả. Trong cách nói đại loại thì quả của nghiệp có thể pha trộn giữa quả thiện và bất thiện. Thí dụ một người khổ vì nhiều tiền, vì quá đẹp hay quá tài hoa. Nhưng trong cách trình bày vĩ mô của thắng pháp thì quả thiện là quả thiện, quả bất thiện là quả bất thiện, phân định rõ ràng. Ngữ và nghĩa. Cách gọi năm giác quan là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác tương đồng với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nhưng không hoàn toàn tương đồng với thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Trong ý nghĩa này, năng động hay tìm kiếm, ở đây chỉ đơn thuần là biết cảnh. Khi nói về ngũ dục, thường nêu năm cảnh là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Như khi nói về năm cảnh của ngũ quan thì là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Hương chỉ cho mùi thơm trong lúc, khí chỉ cho tất cả mùi khứu giác nhận biết, nên cẩn thận. Tuy tâm ngũ quan chiếm phần tương đối ít trong đồ biểu về tâm của thắng pháp, nhưng không phải vì vậy mà không quan trọng. Năm giác quan này có ảnh hưởng sâu xa đối với đời sống, khuynh hướng, cảm thọ, ái nhiễm, hạnh nghiệp và cảnh giới, thọ sanh. Những ảnh hưởng lớn này đều được nhấn mạnh trong ba tàng. Thử dùng khái niệm quen thuộc, phần lớn cuộc sống với lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị, v.v. đều xây dựng trên cơ sở của ngũ quan, thí dụ, thời trang để thỏa mãn thị giác, âm nhạc, thỏa mãn thính giác, kỹ nghệ, nước hoa để thỏa mãn khứu giác, ẩm thực, thỏa mãn vị giác, giường nệm bàn ghế cho xúc giác, v.v. Những điểm cần nhớ. Tâm ngũ quan được biết trong thuật ngữ của thắng pháp là ngũ song thức. Ngũ song thức là thứ tâm làm việc máy móc trong tiến trình tâm, không mang thuộc tánh thiện hay bất thiện, nên thuộc nhóm tâm vô nhân. Theo thắng pháp, cảnh tốt xấu trong đối với ngũ quan do nghiệp quá khứ chứ không do phán xét, phân định trong tính cách xử lý hay phản ứng. Minh họa ngũ quan trong biểu đồ chư pháp. Bản biểu đồ chư pháp thứ hai, một thí dụ về ngũ quan tiến trình tâm. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là tâm, bài học tiếp theo sẽ là tâm ngũ quan tiếp theo. Và chánh văn đến đây là chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ con kính nhân mít đến Ngài ạ. In the book of Thay. Kính bạch chư tổ đức, kính thưa quý Phật tử. Sở giới trình bài học do Thượng tọa Giác Đẳng soạn. Cho nên
những bài học như là tâm ngũ quan, rồi còn tâm ngũ quan tiếp theo chúng tôi chưa có nắm được là tiếp xe theo sẽ học đến cái gì. Bởi vì khi mà nói đến cái tâm ngũ sinh thức nếu phải trình bày thì chúng tôi trình bày trong hơn một tiếng, một giờ đồng hồ, hoặc một giờ đồng hồ là cái như là đã xong. Còn những cái bài bài ngũ sự thức hay là tâm gì cũng bằng cái tiếp theo thì sau đó đề cập đến cái gì thì để hồi sau mới biết được. Dạ, cảm ơn sư thầy. Nếu như vậy thì sau này nữa, khi sư đệ xong bài, cái bài học tiếp theo sư đệ nói rõ, thí dụ như nói rõ tâm ngũ quan tiếp theo hay tránh những yếu tố cho ngũ sinh thức sanh khởi, thì như vậy ở đây khi sư huynh giảng bài, sư huynh sẽ hôm nay sẽ không có đề cập đến chỗ đó, còn có đề cập đến chỗ đó để hồi sau học tiếp mới giảng. Sư đệ nhớ nhưng mà sư huynh không nhớ, sư huynh nói luôn sao, sư huynh đâu biết đâu, sư huynh nói luôn nói luôn mai mốt cái sư đệ sẽ lặp lại, hoặc là sư huynh sẽ lặp lại cũng vậy. Chúng ta tránh cái trường hợp mà bị trùng lập. Tuần trước đã dặn rồi, tuần này vì bài học tới đó cho nên phải giảng lại, thì vậy nó bị trùng lập. Cho nên sư đệ ở trong bài đăng thì báo tôi biết trước là kỳ sau sẽ học tiếp theo với cái nội dung như là tâm ngũ quan với nhân sanh khởi vân vân, nhân sanh khởi vân vân. Ở đây thưa quý vị, chúng ta học về thắng pháp ở phía thân má, chúng ta có nhiều cách để mà chúng ta đi vào như là trong cái cách học kỳ này đó, là chúng ta học ngũ sinh thức trước. Còn nếu mà học theo cách theo cái giáo trình cổ điển thì học về cái tâm bất thiện trước, học về tâm bất thiện trước, nó dựa theo cái bản nguyên chi pháp của Hòa Thượng Tịnh Sự. Mà học theo cách nào thì cuối cùng thì chúng ta cũng phải đi qua hết 121 tâm. Nhưng mà điều
Mục đích là làm sao đi qua 121 tâm mà chúng ta có thể nhớ tóm lược lại. Thí dụ như học 121 tâm, cuối cùng thì chúng ta phải tóm lược lại là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, nó thuộc về 30 tâm vô tình hảo, Asavanacitta. Rồi tiếp đến là 24 tâm dục giới tình hảo. Trong 24 tâm dục giới tình hảo đó, nó gồm có thiện quả và tốt. Thì 24 tâm tình hảo với 30 tâm tình hảo thì thành 54 tâm dục giới, Kamavacharacitta. Chúng ta học đến đâu chúng ta gồm pháp, chúng ta chia pháp ra rồi chúng ta gồm pháp trở lại, chúng ta nắm như vậy chúng ta mới biết. Chứ chúng ta học lăng mang chỗ này chút, chỗ kia chút, học riết thì học suốt cả thời gian dài nhưng mà chúng ta khó tóm tắt, khó tóm được, nắm bắt được. Cho nên cái này là chúng ta cần phải lưu ý, không những là các học viên chúng ta học phải lưu ý, mà ngay cả các vị giảng sư khi mà giảng giải, vị giáo trình đó, thì chúng ta cũng phải lưu ý, cứ chúng ta giữ cái diện mối gồm pháp chia pháp như vậy, đừng để cho nó thất lạc đi ở chỗ khác. Hoặc là chúng ta học theo cái lối chúng ta chia tâm ra theo bốn giống, là giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống duy tác. Giống thiện chúng ta trình bày hết 37 tâm thiện, giống bất thiện thì chúng ta, giống tâm bất thiện thì chúng ta trình bày 12 tâm bất thiện thôi. Rồi giống quả thì chúng ta trình bày 52 tâm quả, và giống tố thì chúng trình bày 20 tâm tố, tâm duy tác. Cái đó cũng hay thú vị, cái đó chúng ta trình bày cũng hay. Theo bộ Thamasangani, bộ Pháp Tụ, mà thường thường thì khi mà chúng tôi giảng giải ở các trường thì chúng tôi theo bốn cách đó, nó dễ nhận ra hơn. Nhưng mà ở đây thì theo cái giáo trình mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, ở đây thì chúng ta học về sáu thức, tức là học nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Trong ý thức đó nó gồm có ý giới và ý thức giới. Nhưng mà chúng ta học sáu thức đó rồi thì chúng ta cũng phải quay trở lại để mà chúng ta phân định như thế nào là thức dục giới, thức sắc giới, thức vô sắc giới, thức siêu thế. Và chúng ta cũng phải quay lại để chúng ta phân định như thế nào gọi là thức thiện, thức bất thiện, thức quả và thức duy tác. Chúng ta cũng phải phân định như ở trong bộ Thanh Tịnh Đạo khi đề cập đến thức quẩn, đề cập đến năm quẩn, thì nói đến thức quẩn thì ngài Bích Thân Cô Sáng này cũng đã trình bày mạch lạc chi tiết như vậy. Theo trong Thắng Pháp A Di Đà bộ Avatamsaka Sangha, và khi mà ngài trình bày như vậy thì sau này ngài Anuruddha ngài mới dựa theo đó để mà ngài viết nên cái quyển Avatamsaka Sangha. Bây giờ trở lại vấn đề thì chúng ta nói về tâm ngũ quan, một cái danh từ rất là thường thức.
Nếu mà chúng ta nói đến năm thức á, thì ở bên ngoài họ không có biết. Và nếu mà chúng ta nói đến ngũ quan á, thì trong cái môn triết học á, có cái môn triết học thì người ta biết, người ta nghe từ ngũ quan. Ngũ quan tức là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Và đối với năm thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, mở trong tâm pháp ở thì đàm gọi là ngũ xung thức, là bởi vì năm thức này cái nghĩa chung đó, nhãn thức là tâm mà có cái chức năng thấy, đó sẽ nói kinh chắc. Nhĩ thức là tâm có chức năng nghe, nghe cảnh thinh, gọi là sawanakicca. Tỷ thức là tâm mà có chức năng ngửi mùi, gọi là khayanakicca. Thiệt thức là tâm mà có chức năng gọi là sa cho nó cái chát. Và thân thức là tâm mà có chức năng đụng chạm gọi là phu sa ná cái chát. Khi mà chúng ta học 14 cái chức năng hay 14 phận sự cái chát của tâm thì chúng ta mới nắm vững được cái đó, chúng ta mới đi vào trong cái diễn trình tâm thức được. Bởi vì tâm nó có 14 cái phận sự, 14 cái việc làm, 14 chức năng, nhưng mà trong cái diễn trình tâm khách quan thì nó chỉ có 10 sở tha nát mà thôi. Cái này chúng ta sẽ học sau. Còn bây giờ trở lại vấn đề đó, thì thấy tức là biết cảnh sắc, nghe tức là biết cảnh thinh, ngửi là biết cảnh khí, nếm là biết cảnh vị, xúc là biết cảnh đụng, biết cảnh xúc, đụng chạm là biết cảnh xúc. Thì ở đây cũng nói thêm rằng là bình thường khi mà chúng ta nói đến ngũ dục hay là ngũ trần hoặc là năm dục vật hệ kamakuna, mà hòa thượng Minh Châu ngày dịch là kamakuna, vậy là năm điều công đức đó. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ thích dùng những chữ năm dục vật hệ, tức là nó năm cảnh dục mà nó làm cho tâm của chúng sanh bị mê luyến. Thì ở đây khi mà nói đến năm cái kamakuna thì sắc thinh hương vị xúc, hương là mùi thơm, chỉ có mùi thơm mới làm cho người ta bị lôi cuốn. Còn khi mà nói đến năm đối tượng giác quan thì phải đối tượng của mũi hay là khứu giác thì gọi là cảnh khí. Bởi vì mùi thơm mùi thối gì lỗ mũi nó cũng ngửi được hết, cũng bắt được, chứ không phải là chúng ta chỉ bắt được mùi thơm
Còn cái mùi thối thì chúng ta không có bắt được. Chính vì vậy mà ở đây có một, khi mà chúng tôi đi dạy đó, chúng tôi cũng gặp một vài học viên, họ thắc mắc tại sao trong kinh gọi sắc thinh hương vị xúc, nhưng mà ở trong diệu pháp thì lại sắc thinh khí vị xúc. Thì công Thiện Nam đó ông cũng có trình độ, nhưng mà ông chắc cái chỗ đó ông đem tiếng Tây tiếng Tàu gì ra ông nói chuyện cái vấn đề mà khí đó. Nhưng mà chúng tôi nói là chữ khí nó có nhiều nghĩa, nó có nghĩa là hơi mùi vân vân. Thì khi mà phân tích chỗ đó thì các học viên của chúng ta phải chú ý đừng có nhầm lẫn là đối tượng của năm giác quan là sắc thinh hương vị xúc, vì chúng ta bỏ cái mùi thối làm sao được, bởi vì sắc có sắc tốt sắc xấu, thinh thì có tiếng hay tiếng dở, thì mùi thì có mùi thơm mùi thối gọi là khí, vị thì có vị ngon vị dở, xúc thì có xúc lạc xúc khổ. Ở đây thưa quý vị, tâm giác quan là gọi chung cho ngũ sở thức, mà ngũ sở thức ở đây tức là mười tâm theo thắng pháp. Thì mười tâm này tức là nó gồm có năm cặp: đôi nhãn thức, đôi nhĩ thức, đôi tỷ thức, đôi thiệt thức, đôi thân thức. Sở dĩ nhãn thức mà có một đôi, một cặp tâm là bởi vì nhãn thức biết cảnh sắc xấu, nhãn thức biết cảnh sắc tốt. Nhĩ thức là nhĩ thức biết cảnh sắc, biết cảnh thinh xấu, nhĩ thức biết cảnh thinh tốt. Tỷ thức một cặp cặp tỷ thức là một tâm biết cảnh khí xấu, biết cảnh khí tốt. Thiệt thức một cặp tức là một tâm biết cảnh thức, biết cảnh vị tốt và biết cảnh vị xấu. Thân thức cũng là một cặp biết cảnh tốt và cảnh xấu. Thực ra thì ở đây đó, cái tâm nhãn thức gọi là cái tâm làm, tâm ngũ sở thức là cái tâm làm việc rất là máy móc, vì chúng là tâm quả, cho nên nó không có cái chức năng chủ động trong cái vấn đề suy nghĩ và để phân biệt tốt xấu, để đưa đến tình trạng thích hay không thích, thích hay ghét, thương hay ghét. Nó không có chức năng đó được. Nhưng mà sở dĩ cảnh tốt cảnh xấu là bởi vì có năm thức thuộc về quả bất thiện của Sarvipaka Citta, và có năm thức thuộc về quả thiện của Sarvipaka Citta. Nhưng mà đối với ngũ sở thức phải nói là quả thiện vô nhân, quả bất thiện vô nhân.
Nhưng mà quả thiện thì nó có nhiều, có hữu nhân, có vô nhân. Cho nên ở đây khi đề cập đến nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, quả thiện thì chúng ta mới gọi là quả thiện vô nhân. Còn như đối với quả bất thiện thì có hữu nhân, do đó cho nên nói nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, nói tâm quả bất thiện, bảy tâm quả bất thiện là đủ rồi, chứ không cần nói đến vô nhân nó thừa. Quả thiện nó có nhiều, do đó chúng ta mới nói đến rồi 45 tâm quả thiện đó, thì chúng ta mới nói đến 7 cái tâm quả thiện vô nhân vậy đó. Hay là tất cả quả thiện còn lại thì còn gọi là quả thiện hữu nhân. Và thưa quý vị, sở dĩ mà gọi là nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, nó bắt cảnh xấu. Còn nhãn thức quả thiện, tỷ nhĩ thức quả thiện, thiệt thức quả thiện, thân thiệt thức quả thiện, thân thức quả thiện, bắt cảnh tốt. Gọi là tốt xấu ở đây đó là do nơi cái cảnh đến, do cái nghiệp ở quá khứ chi phối. Nhưng mà ngay trong lúc bắt cảnh xấu thì năm thức quả bất thiện ghi nhận một cách rất là máy móc, tức là ghi nhận màu sắc hình dáng hay ghi nhận âm thanh chỉ vậy thôi. Còn cái chuyện mà phân biệt cảnh hấp dẫn hay là không hấp dẫn đó, cảnh đáng ưa thích hay không đáng ưa thích, thì cái đó là do cái tâm động lực hay là cái tâm mà thường gọi giáo đẳng gọi là tâm xử lý. Thật ra thì cho quanh nó chỉ có nghĩa là tại vì nó có cái sức mạnh, cái tâm này nó có sức mạnh nhất ở trong tất cả tâm. Sức mạnh nghĩa là xử lý cảnh, cho nên gọi là tâm chấp quán đá, gọi là động tốc hay là động lực. Còn đối với cái trường hợp cảnh tốt cảnh xấu là như thế này, là thí dụ như trong đời quá khứ những người mà tạo nghiệp bất thiện, tạo nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, do tham sân si nó chi phối, sau khi họ làm những cái chuyện ác, thí dụ họ đem lại cho chúng sinh khác một cái sự khổ đau khi mà nhìn thấy cái cảnh điêu tàn, hoặc là gây cho chúng sinh khác cái sự khổ đau do nghe những cái tiếng chửi mắng, hoặc là gây cho chúng sinh khác cái sự khổ đau làm cho họ phải ngửi phải cái mùi thối vân vân, tạo cái nghiệp bất thiện như vậy. Cho nên ngay trong đời sống hiện tại này, người này bị cái quả là sanh ra
mắt thấy cảnh sắc không có vừa lòng, cảnh sắc xấu, tai nghe tiếng xấu, nghe tiếng chửi mắng thôi. Ngay cả khi mà Đức Phật, mặc dù cái tâm động lực của Ngài đó, cái tâm cho cái nát của Ngài, khi mà nghe chúng sanh khác chửi mắng phỉ báng Ngài thì tâm của Ngài vẫn xử sự bằng một cái trạng thái vô tham, vô sân, vô si, do cái tâm động lực kinh doanh chúng ta. Nhưng mà ngay cái nhãn thức, nhĩ thức cũng là nhĩ thức quả, quả bất thiện. Lúc mà Đề Bà Đạt Đa lăn đá từ trên núi Linh Thú xuống con đường tinh hành của Ngài, và một mảnh đá nó bị bể ra và nó văng phang trúng vào cái chân của Đức Phật, thì Ngài cũng là thân thức thọ khổ. Chỉ có điều là đối với các bậc thánh, khi mà nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, quả thiệt thức, quả bất thiện ở bất cảnh, nhưng mà cái tâm động lực của Ngài, động lực tốt vẫn bình thản, Ngài không có cái sự đau đớn, Ngài không có cái sự bực bội, khó chịu, sân giận, vân vân. Nó khác hơn chúng ta ở chỗ. Vì vậy mà Đức Phật Ngài mới nói rằng là: này các tỳ kheo, kẻ phàm phu khi họ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, họ bị hai cái mũi tên, tức là gặp cái cảnh xấu mà tâm của họ thọ ưu, tức là sân, vậy họ bị hai mũi tên. Thân của họ, thân thức thọ khổ là một mũi tên, rồi họ đau đớn, họ buồn phiền, họ khó chịu, họ sân giận, thì như vậy là bị mũi tên khác. Còn đối với bậc thánh đó, bậc đã giải thoát thì Ngài có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và gặp cảnh điêu tàn, gặp cảnh xấu, thì Ngài chỉ bị cái quả bất thiện ở đời quá khứ thôi, Ngài bị một mũi tên. Nhưng mà hiện tại thì tâm của Ngài vẫn bình thản, tâm tịnh hậu. Điều này chúng ta cũng phải lưu ý. Cảnh tốt hay cảnh xấu của tâm ngũ sung thức, nó chỉ là do quả được sanh ra bởi nghiệp ở trong quá khứ, chứ hiện tại chưa có, không có cái sự cái ngũ sung thức này, năm thức này nó không có nhận ra được. Bây giờ chúng ta lại nói đến một vấn đề khác đó, cũng ở trong cái tâm ngũ quan. Thì tâm ngũ quan ở đây nó gồm có năm cặp thức, năm đôi thức gọi là ngũ sắc thức. Thì bốn cái đôi thức đầu đó, là đôi nhãn thức, đôi nhĩ thức, đôi tỷ thức, đôi thiệt thức, nó là thọ xả. Nhưng mà đôi thân thức á, thì thân thức quả bất thiện thì là thọ lạc, ấy thọ khổ. Còn thân thức quả thiện thì là thọ lạc. Lý do tại sao? Ở đây thưa quý vị, như đã nói, không có ảnh hưởng, không có liên quan đến cái ý chí của một con người khi mà bất cảnh. Bởi vì ý chí bất cảnh đó là nó chính là cái tâm trong cái đát, trong tâm động lực. Cái chuyện đó là chuyện khác nữa. Còn ở đây, sở dĩ mà nhãn thức, đôi nhãn thức, đôi nhĩ thức, đôi tỷ thức, đôi thiệt thức và thọ xả đó,
tức là cái cảm cảm thọ vô cảm, là bởi vì thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt rồi opa Upadaya Arupa và cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí chuẩn bị sắc thinh khí vị cũng là sắc y sinh Upadaya. Mà sắc y sinh với sắc y sinh nó đối chiếu với nhau đó. Thì nó sẽ tạo nên một cái, nó không có khua, nó không có khua động. Giống như gió thổi qua cái mặt trống gì đó, mặt cái trống, gió thổi qua mặt cái trống. Còn trong khi đó đó thì đôi nhận, đôi thân thức đó, là nó phát khởi từ cái sắc thần kinh thân, sắc thần kinh thân thuộc về sắc y sinh và đại giá. Nhưng mà cảnh xúc phát thấp và ramana, cảnh xúc ở đây nó sắc đại hiển, bạch huy đất, tê chô nước lửa, và vayo là gió, đất lửa gió, ba sắc ở trong bốn sắc đại diện, ba sắc đó là cảnh xúc. Thì sắc đại hiển nó làm đối tượng thân, thì ngài hòa thượng tịnh sự ngài ví dụ cũng giống như là cái mặt trống, mặt cái trống mà gặp cái dùi trống là một cái thân gỗ cứng chạm vào thì nó kêu lên âm thanh tùng tùng tùng. Thì như vậy đó, nó tóm lại là căn sắc y sinh, cảnh sắc y sinh thì nó tạo ra thức thọ xả. Nếu căn là thần tinh thân, sắc y sinh, mà cảnh thì như vậy nó tạo nên cái thân thức, một là thọ khổ, hai là thọ lạc. Cái đó là cái lý do mà chúng ta phải hiểu. Ở trong Thắng Pháp A Tỳ Đàm đã giải thích như thế. Tiếp đến chúng ta theo trong bài học thì nói rằng mặc dù ngũ sông thức đóng cái, mặc dù mười tâm ngũ quan đóng vai trò tương đối đơn giản trong tiến trình tâm thức, nhưng mang lại sự ghi nhận năm cảnh sắc thinh khí vị xúc trong trạng thái quy nguyên và trung thực nhất, nên ảnh hưởng quan trọng với chúng sinh trên cả phương diện nghiệp quả và phiền não. Điều này có nghĩa là ở trong cái tiến trình tâm thức, tức là lộ tâm, thì cái tâm mà tâm giác quan đó,
nó chỉ sinh có một trong năm cái giác quan, một cái trong ngũ xung thức đó, thì nó sanh lên có một sở, tức là một cái sát na sau tâm khai ngũ môn, trước tâm tiếp thu. Nó chỉ có một sát na thôi, một sát na tâm. Cái vai trò của nó chỉ là ghi nhận năm cảnh sắc thinh khí vị sục trong cái trạng thái quy nguyên và trung thực nhất. Có nghĩa là lúc có cảnh đơn thuần là cảnh chân đế, cảnh sắc chân đế, cảnh thinh chân đế, cảnh khí chân đế, cảnh vị chân đế và cảnh xúc chân đế. Nó hoàn toàn chưa có một cái ý niệm gì đối với cảnh là đáng say mê hay là đáng sân giận, chưa, nó chưa có ý niệm đó. Nhưng mà ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn quyết định phiền não sau này có sanh hay không, tức là khi mà nhãn thức và cảnh sắc rồi đến cái giai đoạn sát đoán định rồi tới rồi động lực cho con đá, tức là những cái tâm xử lý đó, thì lúc đó đó là mới thiện hay bất thiện sinh khởi lên ở đây. Nhưng mà ở trong kinh tạng khi mà đọc một vị khi mắt thấy cảnh sắc không nắm tướng chung tướng riêng do nguyên nhân nào mà ác bất thiện pháp tham ưu sinh khởi, do cái sự thấy vì chỉ kéo ấy thu thúc ngăn ngừa chế ngự các nguyên nhân này, đây gọi là sự thu thúc nhãn căn, vân vân, thu thúc nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Cái sự thu thúc đó thì ở trong thanh tịnh đạo giải thích là không phải là cái sự phòng hộ là nhắm mắt lại không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, không suy nghĩ, mà cái sự phòng hộ ở đây là chỉ cho cái trạng thái bắt đầu từ cái giai đoạn tâm động lực cho quanh nó xử lý cảnh đó, cái ở cái giai đoạn đó một vị tu tập khéo tác ý như thế nào. Khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, mà tác ý như thế nào, đừng để cho tham ái và sân hận sanh khởi, thì như vậy đó được gọi là sự thu thúc. Nhưng mà chỉ nói cho nó dễ nhớ là thu thúc lục căn, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nói vậy cho dễ hiểu, nhưng kỳ thật là chúng ta phải thu thúc cái tâm lộ động lực ở trong cái diện tâm ngũ ngô, tu tập ở chỗ đó, chúng ta thu thúc là thu thúc ở chỗ đó. Còn ở trong thắng pháp thì cái phần nào chỉ ngay phần đó, chứ không thể nói được. Thí dụ như ở trong kinh tạng khi nói đến do duyên mắt cảnh sắc nhãn thức sinh khởi, rồi do duyên nhãn thức mới có nhãn xúc, nhãn thọ, do duyên nhãn thọ tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ, phi lạc sinh khởi, thọ duyên cho ái, vân vân. Thì chúng ta nghe, ồ, tại sao ở trong kinh nói rằng là nhãn xúc làm cho phát sinh lên nhãn thọ,
tức là duyên cho nhãn xúc, duyên cho thọ đó, có thọ khổ, thọ lạc, phi khổ, phi lạc. Và trong khi thắng pháp thì chúng ta nói rằng cảm thọ của nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức chỉ là thọ xả thôi. Mà bây giờ thì ở đây là nói có, ở trong tạng kinh nói có đủ có ba, thưa quý vị, nó có hai cách. Nhãn xúc duyên cho nhãn thọ bằng cách câu sinh duyên đó thì nó chỉ là thọ xả, tức là xúc tâm sở và thọ tâm sở, hành quẩn xúc và thọ quẩn đồng sanh với nhau trong một sát na, thì như vậy nó chỉ là thọ xả. Còn khi nói đến do duyên nhãn xúc mà phát sinh lên nhỏ, gồm có thọ khổ, thọ lạc, phi khổ, phi lạc, tức là ở đây muốn nói đến cái cách gọi là thường cận y duyên bất khất tôn bất đích giáo bất chi giác, và nhận xét cảm thọ ở cái giai đoạn cho quanh nát, tức là cái tâm xử lý cận. Điều này chúng ta phải hiểu. Cho nên cái việc mà chúng ta học tục thắng pháp đó, là để chúng ta phanh phui những cái manh mối, những cái chi tiết, giống như là chúng ta mở ra một cái cỗ máy để chúng ta học học hỏi cái mạch điện chỗ này, cái con sò ở chỗ kia, vân vân. Tất cả những cái vị trí của các cái mạch điện, dù lớn dù nhỏ, chi ly như thế nào, chúng ta cũng khi mà mở cái máy ra, cái ruột ở bên trong đó, là chúng ta phải ghi nhận như vậy. Nhưng mà khi chúng ta vận hành cái máy để mà phát điện, hoặc là để mà làm cho nó có lạnh đó, như máy lạnh này chẳng hạn, máy điều hòa không khí, thì trong trường hợp đó, một người mua về tiêu dùng chỉ có việc cầm cái remote để mà cầm remote mà bấm khởi động và tăng độ C ở trên cái màn hình của cái remote đó, là chúng ta có cái không khí lạnh thưởng thức thôi, chứ đâu có cần biết ở trong đó cái cấu tạo của mạch điện như thế nào, chúng ta không cần. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta học kinh tạng đó thì chúng ta không cần biết đến cái chỗ đó, miễn là sao biết được là do mắt thấy cảnh sắc nên chúng sanh có cái sự vui, cái sự khổ, hay là có cái tâm xả, tâm bình thản khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng của vị. Chúng ta nói một cách khái quát như thế, nhưng mà qua đến thắng pháp thì mới là phân tích chi li, phân tích chặt chẽ ngay trong nội bộ của sắc na tâm nhãn thức vị thức tỷ thức, thì thọ tương ưng với tâm này phải là thọ xả thôi. Và vì sau này chính cái cảnh sắc đó nó làm duyên cho cái tâm động lực vận tất cảnh duyên, và nhãn thức đó nó làm duyên cho tâm kế tiếp bằng cách vô nhân duyên, và cái sự thấy này nó làm duyên cho cái tâm động lực khổ lạc, phi khổ phi lạc đó, bằng cách là thường cận duyên. Phân tích ra như thế thì đó là vấn đề mà chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta vào phi diệu pháp là gì. Ở
Ở đây khi mà chúng ta học về tâm ngũ quan, thì chúng ta thấy rằng ở trong Thắng Pháp A Tỳ Đàm, khi nói đến tâm ngũ quan thì nó quá là nhẹ thể, quá đơn giản, quá vụ lược. Nhưng mà chúng ta nói đến ngũ quan xuyên qua tạng kinh đó, thì ở đây chúng ta thấy nó có vấn đề rất nặng nề. Bởi vì nếu không thì làm sao, thì sao mà Đức Phật Ngài gọi là Indriya Samvara Sila, là thu thúc lục căn, Ngài giải ra thu thúc lục căn. Cho nên khi mà trình bày ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu như vậy, chúng ta đừng có chán, chúng ta đừng có chán, mà chúng ta cần nghe và suy nghĩ để chúng ta bắt đầu học kỹ lưỡng hơn, để biết được cái tâm ngũ quan đó nó chi phối trong đời sống như thế nào. Nhưng mà thực ra thì ở trong nhiều pháp, trong Thắng Pháp cũng có nói đến những cái vấn đề tưởng thức, mà tại vì chúng ta học chưa tới. Như là ở đây chúng ta chỉ mới nói đến sơ khởi là cảnh sắc tác động đến con mắt làm cho nhãn thức sinh khởi. Nhãn thức nó thuộc thọ xả, cũng vậy nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, rồi thân thức. Chúng ta nghe trình bày rất đơn giản như vậy thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu là nó rất là rườm rà, sâu sắc, chứ không phải chỉ được. Khi mà ta bắt đầu học qua duyên hệ thì chúng ta mới thấy cái sự liên đới giữa cái tâm, giữa đối với cái tập động ấy không phải chuyện đơn giản. Cũng giống như trong cái ngành y khoa đó, khi mà nói đến cái lỗ tai của chúng ta hay là con mắt của chúng ta, cái thị giác, cái thính giác của chúng ta không phải đơn thuần hãy mở mắt ra nhìn là chúng ta phân biệt được, hay là chúng ta cái lỗ tai của chúng ta còn cái màng nhĩ, rồi cái âm thanh nó tác động vô cái màng nhĩ là chúng ta nghe được đâu, không phải. Nó phải nó phải truyền qua cái hệ thần kinh, nó tác động vô cái màng nhĩ rồi nó dẫn qua cái hệ thần kinh, cái hệ thần kinh đó lên trên óc não của chúng ta đó, rồi nó mới trả về để mà nó nhận biết, để nhận biết cái âm thanh đó. Cho nên cái chuyện đó đó, khoa học người ta đã hướng dẫn, người ta đã chỉ dẫn cho biết cái nào cũng phải do cái hệ thần kinh nó tác động. Hễ mà mình tại sao mà đụng mở khi ở dưới chân chúng ta đi đá cục đá đau điếng, làm sao chúng ta biết đau? Ở phía dưới nó không biết đau, nhưng mà ở trên đầu nó có cái thần kinh hệ đó, thần kinh hệ nó truyền cái cảm thọ đó lên cái thần kinh hệ ở trên, cái thần kinh trung ương đó. Sau khi nó bắt được tín hiệu đó rồi thì bắt đầu nó sẽ gây ra cái sự phản ứng, lúc đó mình mới đau. Như thành thử ra người xưa người ta nói hả, đau chân thì há miệng. Thật sự mình đá một đá
mình đi mình sơ ý, mình đá, mình dắt phải cái vật gì nó uya, cái miệng mình uya chứ cái chân nó đâu có uya đâu. Nhưng mà cái đó là nó liên hệ đến thần kinh. Cũng như thế nào thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, bắt cảnh sắc, cảnh thân. Nhưng mà cái chuyện mà mình bực bội mà tức tối với cái lời chửi mắng của người khác là do cái tâm động lực của mình đã xử lý, nó truyền qua cái động lực xử lý. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu. Thì ở đây đó, hôm nay chúng tôi chỉ trình bày cho quý vị nghe những cái điểm sơ khởi về cái tâm ngũ quan, tức là ngũ sông thức thôi. Rồi dần dần để xem coi những ngày tới chúng ta sẽ học tới cái gì, lúc đó tới phiên chúng tôi sẽ trình bày. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với điều họp. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút ha. Chúng tôi đang gặp trở ngại. Quý vị có nghe được không vậy? Dạ, xin lỗi, quý vị có nghe được không? Dạ. Bác thượng tọa từ xíu, thượng tọa quan hỷ trở lại trong vài câu thảo luận để làm sáng tỏ bài học ngày hôm nay. Chúng ta lấy một cái thí dụ là mình ăn cay, ăn ớt đi. Dạ. Cũng thời cay, nhưng mà có người thấy cay đó, là khi ăn cay là thiệt thức quả thiện. Có người ăn cay là thiệt thức quả bất thiện. Nói một cách khác là có người ăn cay thấy ngon, có người ăn cay thấy khó chịu. Như vậy đó là cái cay mà ăn cay đó mà ngon hay không ngon đó, nó thuộc chủ quan hay là khách quan. Chúng ta nói chủ quan đó là chúng ta nói là qua cái sự xử lý của cháu đó, của tâm xử lý. Còn chúng ta nói khách quan đó, là cảnh thế nào thì chỉ ghi nhận đơn thuần là như vậy. Thì tôi quan nghĩ giải rõ là với một người ăn cay có khi ngon và không ngon, hay là ăn nếp có khi ngon là không ngon, ngay cả ăn ngọt. Như có cái thời nào đó hồi chúng ta còn nhỏ đó, mình uống ly nước ngọt còn thích lắm, nhưng mà bây giờ lớn tuổi mình cái ly ngon là nó phải lạc, mà nó ngọt mình thấy mình nó đúng là thiệt kết quả bất thiện. Thì tôi hoan nghĩ giải rõ thì điểm này kính thỉnh chúng ta. Nam mô Phật Thầy. Ở đây thực ra trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng tôi đã hiểu Thượng Tọa muốn hỏi về cái vấn đề là khi mà mình bắt cảnh không cười thì cũng cái cảnh đó mà họ cho là cảnh tốt bởi vì họ thích, còn có người thì cũng bắt cảnh đó nhưng mà họ cho là cảnh xấu, thì như vậy xấu tốt đó là do chủ quan khách quan
là cái điểm chính của câu hỏi mà Thượng Giả Đa Đẳng vừa nêu vậy. Còn cái điểm phụ mà chúng tôi cũng xin trình bày quý vị qua cái thí dụ đơn cử mà Thượng Tọa nói cái vấn đề cai. Thực ra đó thì cai không phải là thiệt thức. Ăn cai mình nói là cái vị cai, nhưng mà thật sự ra nó là thân thức. Thân thức bởi cai là nóng, cai nóng, nó là thân thức. Ớt quý vị biết cái vị của nó là như thế nào không? Nếu cho kỹ thì nó vị nó lạ, hoặc là thỉnh thoảng nó hơi có cái vị chua một chút, hơi có cái vị chua một chút. Nếu chúng ta vì nó cay nóng đó, cho nên chúng ta không phân biệt được đó. Chứ còn khi mà hỏi vậy chứ ăn ớt cay cái đó là nó thuộc về cảnh vị hay cảnh xúc, nó thuộc về biết được cái cay đó, đó nó thuộc thân thức hay là nó thuộc về thiệt thức, thì đây là những câu hỏi trắc nghiệm mà các vị phải trả lời, nhận ra cái sự cay ở trong lưỡi thì cái đó thuộc về thân thức. Cũng giống như khi mà chúng ta nói đến mắt biết cảnh sắc, nhưng mà bây giờ khi mà bụi lọt vào trong con mắt làm cho chúng ta bị sốn, thì cái đó biết cái sốn, cái khó chịu đó đó, cái này nó thuộc thân thức chứ không còn là nhãn thức nữa, không còn là nhãn thức nữa. Chúng ta cũng phải lưu ý điểm này. Thân thức, thần kinh thân, cái hệ thần kinh thân là nó có mặt khắp ở trong cái thân thể này, khắp thân thể này, các cái tế bào thân nó đều là thần kinh thân cả. Còn riêng về tinh túy của tứ đại ở trong cái đồng tử hay là trong cái ống tai, trong tận cùng của ống tai, thì cái đó nó mới là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ. Cho nên chúng ta xác định lại là cái cai đó, mặc dù người ta nói là vị cai, nhưng thực sự ra thì học theo thắng pháp không phải là vị, không phải là cảnh vị, mà nó là cảnh xúc. Bởi vì nó làm cho nóng lưỡi, nó làm cho nóng lưỡi, cho nên chúng ta cảm thấy khó chịu. Thì bây giờ đó, khi chúng ta đã nói như vậy rồi, chúng ta mới trở lại vấn đề là người ăn cay thì thân thức thọ khổ, nóng lưỡi. Đương nhiên là cái cay đó là quả thức quả bất, thân thức quả bất thiện rồi. Nhưng mà tại sao có người thích và có người không thích? Thưa quý vị, nó do tác động bởi cái chủ quan, cái tâm chủ quan, do cái tâm cho quanh đá, quan niệm, nhận định và nhận định theo một cái thói quen. Thí dụ như người đó đã từng ăn vật thực có cái vị the, vị cay, cho nên giết rồi nó quen. Cái quen đó thành thường ngưỡng cái duyên. Sau này ăn cơm mà không có miếng ớt thì ăn không cảm thấy ngon. Thì như vậy cái tốt hay cái xấu, cái dễ chịu hay cái khó chịu, nó tùy theo cái sự nhận thức của mỗi người do cái thường cận y duyên bất tùng bất đích sẽ giáp bất chi giáp. Thì ở đây đó
cũng có nói thêm ở trong Tăng Pháp, chú giải cũng có nói thêm cái vấn đề mà cảnh tốt hay cảnh xấu. Thí dụ như đối với một người vào cái mùa hè mà họ ngồi gần cái đống lửa nóng thì cái đó là thân thức quả bất thiện, thọ khổ. Nhưng mà vào cái mùa đông giá lạnh mà ngồi gần ở bếp lửa đó thì nó ấm, nó làm cho cái thân thể dễ chịu, thì nó là thân thức quả quả thiện. Như vậy nó tùy theo hoàn cảnh là một. Cái thứ hai nữa là tùy theo cái quan niệm đạo đức, tùy theo cái quan niệm đạo đức của mỗi người. Thí dụ như bây giờ một vị xuất gia tu tập thanh hạnh, vị đó rất ngại khi phải mặc một chiếc y cà sa mướt láng vải mới, hay là một đôi giày, đôi dép mới. Vị đó rất ngại, chẳng thà mang đôi dép cũ kỹ hay là cái y tương đối là sờn cũ, vị đó cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Như vậy thì cái cảnh tốt hay cảnh xấu, dễ chịu hay khó chịu, cái đó là nó tùy theo cái tâm lý, tùy theo tâm lý của mỗi người. Rồi ở trong cái bộ Avatamsaka chú giải cũng có nói đến cái vấn đề tốt xấu, nó còn tùy theo cái tâm lý đạo đức nữa, tùy theo cái tâm lý đạo đức. Thí dụ như một người mà họ giữ giới, khi mà họ nhìn thấy cái đồng tiền rơi của người khác thì người đó, họ nhìn cái tâm của họ, cái cảnh đó đối với họ là cảnh không tốt, họ quan niệm là cảnh không tốt. Như Đức Phật ngài đi với tôn giả Ananda đi ngang qua bờ ruộng, thì lúc bây giờ có người nông dân nghèo khổ, họ đang cày ruộng. Anh ta cũng có lòng tin nơi Đức Phật lắm, nhưng mà anh ta đang ở dưới cày thì một tên trộm nó chạy ngang bị rượt đuổi, cho nên nó ném cái gói hành lý ở trên bờ đó, trên bờ ruộng của anh ta. Đức Phật là đi ngang, ngài muốn cứu anh ta, cho nên ngài cố tình ngài nói với tôn giả Ananda để gợi ý cho ông ta nghe. Ngài nói: Ananda, ngươi có thấy con rắn không? Thì tôn giả Ananda hiểu ý mới nói: dạ, bạch đức thế tôn, con có thấy. Rồi cái ngài đi khất thực tiếp. Thì lúc sau đó cái người nông dân họ lên bờ, họ thấy bắt gặp cái túi vàng, cái họ cầm đi, thì dân chúng họ bắt được, họ đem vào cho đức vua Pasenadis. Anh ta đi dọc đường hay là bị đem ra pháp trường, anh ta cũng nói con rắn. Thì mấy người đó họ mới tâu lại đức vua nghe chuyện lạ mới kêu vào hỏi, thì anh ta nói rằng anh ta không phải là tên trộm, mà sáng có một tên trộm chạy qua nó thấy đó, rồi tiện dân nhặt được, hỏi ai làm chứng, nói có Đức Thế Tôn đi ngang, đi khất thực ngang. Hỏi Đức Thế Tôn đã nói gì, nói: dạ Đức Thế Tôn, ngài hỏi tôn giả Ananda có thấy con rắn không, ngài chỉ cái túi vàng đó. Thì lúc đó tiện dân chỉ biết là cái túi con rắn thôi,
đến Tường Lân mở ra mới thấy là vàng chứ không phải lận rắn. Thiện vua nghe vậy, ông mới dẫn người trong dân đó đến Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài đã xác nhận là Ngài có chứng kiến, và Ngài chỉ làm cái việc đó để cho thấy rằng nếu mà anh ta nhặt được cái này là có hại cho anh ta. Thì lúc đó Đức Vua hoan hỷ, sau khi nghe pháp xong thì bắt công dân này chứng quả tu đồ quận. Thì ở đây thưa quý vị, ở trong trường hợp này đó, nếu mà nói về cái tâm lý đạo đức đó, thì cái cảnh tốt và cảnh xấu nó cũng do cái tâm lý đạo đức của mỗi người. Người mà có đạo đức đó, thì họ thấy nó khác. Thí dụ bây giờ những anh chàng thanh niên mà không có đạo đức đó, hay là những cái cô nàng mà không có đạo đức, anh ra, cô ta có đi ra đường có ăn mặc hở hang, hở ngực hay là hở chân, hở rốn chẳng hạn, thì mà anh chàng thanh niên đó anh thấy anh khoái, anh xem như là đẹp. Nhưng mà đối với người có tâm lý đạo đức, họ nhìn cái thân thể gần như là lõa lồ của một người phụ nữ như vậy đó, họ cảm thấy là khó chịu, họ cảm thấy là họ chán ghét. Thì như vậy đối với anh ta là cảnh xấu. Đối với một người có tâm lý đạo đức thì đó là cảnh xấu. Còn đối với người không có tâm lý đạo đức thì họ nói đó là cảnh đẹp. Bây giờ chúng ta nhìn lên sân khấu mà những cái cô chân dài đó ăn mặc ở hang mà lên nhún nhảy ở trên đó để mà chỉ có những cái anh chàng trọc phú ảnh mới thưởng cho những cái tờ đô la. Và anh ta, ông ta mấy ông đó cũng thấy là cái đẹp, hấp dẫn. Nhưng mà đối với người có tâm lý đạo đức thì đó là cái cảnh điên rồ, cảnh điên rồ. Cho nên cái tâm lý đạo đức nó cũng xét cái cảnh tốt và cảnh xấu tùy theo. Và cuối cùng thứ tư đó là do nơi phần đông nhận xét. Thí dụ như ở cái thế giới loài người thì thức ăn như thế này gọi là ngon và thức ăn như thế kia là dở, thì phần đông họ nhận thức như thế nào thì khi mà gặp cái cảnh như vậy. Thí dụ chúng ta cũng là con người, nhưng mà người ta phần lớn là người ta ăn thức ăn như cơm mới nấu, thức ăn ngon thơm lành thì cái đó người ta cho ngon. Nhưng mà đối với cơm thiêu, cơm cũ thì người ta cho đó là cái thức ăn tồi tệ. Những người nghèo á, họ không dám đổ bỏ đi những cái cơm hơi thiêu có mùi, thành ra họ lấy họ ăn, thì xem như đó là cái cảnh xấu. Bởi vì phần đông người ta cho cái đó là cơm đáng đổ bỏ đi rồi. Thì như vậy phần cái đó là lượng xét theo phần đông. Cho nên cảnh xấu cảnh tốt lượng xét theo phần đông. Còn cái vấn đề mà Thượng Tọa Giáo Đẳng nói khi nãy á, là cái đó nó thuộc ảnh hưởng đến tâm lý. Cái cảnh đó dù là đúng sự thật nó là cảnh xấu, nhưng mà có những người họ đã có cái thường tử duy, họ thích rồi thì sau đó họ thích. Thí dụ như tại sao uống rượu nghe nói là nó cay nồng đã đạt, cay nồng mới làm cho quay quần như chóng mặt vậy đó, nghe nói vậy. Nhưng mà tại sao có những người họ lao vào đó họ đam mê, là tại vì cái thường tự duyên, họ thích cái cảm giác đó. Chỉ có trường hợp cảnh tốt cảnh xấu mà chúng ta nói theo cảnh tốt cảnh xấu Ittha Ramana và Anittha Ramana.
ở trong cái tâm ngũ quan đó, là nói theo pháp chân đế thì cảnh tốt cảnh xấu ở đây là lấy theo vận đông. Họ chấp thế nào thì đó là xấu, chấp nhận thế nào đó là tốt. Còn ba cái trường hợp kia thì nó tùy theo hoàn cảnh. Có người trước đây khi họ uống rượu họ say mê, nhưng sau thời gian họ chán, họ bỏ đi xuất gia. Đi xuất gia thời gian bây giờ họ thấy, họ nghe cái mùi rượu là họ cảm thấy họ diễn, họ khó chịu, họ bực bội. Đó là cái cảnh cảnh xấu trước và sau này. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận thứ nhất từ thời gian đẳng nêu như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính thưa Tổ Tư Siêu, không biết quý vị Phật tử có nghe rõ không vậy? Bạch Tổ Tư Siêu, chúng ta nói về ngũ quan, ví dụ mình sanh ra đời có ngũ quan đầy đủ, được xem như là có phước hay không có phước. Nếu là có phước, thì tại sao phạm thiên cõi sắc giới có phước nhiều hơn chúng ta lại không có khứu giác, vị giác, xúc giác? Và hay là như trường hợp mấy người lây nhiễm, bây giờ họ đang bình thường, tự nhiên họ bị lây COVID rồi họ không có khứu giác, vị giác, thì cái đó cũng là một chứng bệnh. Thì ông có thể giải rõ là như vậy cái sự có hay không có các cái giác quan đó có được tính là hữu phước hay vô phước không? Cái tính thư tổ quan hệ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta sống ở trong một cái cõi hay là sống ở trong một cái xã hội, rồi mọi người đầy đủ các giác quan để họ hưởng thụ sắc thinh hương vị xúc, mình cũng là loài người như người ta vậy đó, mà mình thì bị khiếm khuyết cho nên không có hưởng thụ được đầy đủ như người ta, không thấy được là mình bị mù, không nghe được là bị điếc, không ngửi được là mất khứu giác, hay là không đếm được là mất cái vị giác, không xúc chạm là mất cái xúc giác. Thì như vậy gọi là vô phước, gọi là vô phước. Còn cái trường hợp mà ở những cái cõi mà người ta từ chối, người ta từ khước bỏ đi, thì cái này chúng ta không gọi là khiếm khuyết giác quan như là các vị phạm thiên của trời sắc giới chẳng hạn. Chúng ta không gọi là khiếm khuyết giác quan, vì các vị phạm thiên từ khi mà tu chứng thiền ở cõi dục giới, các vị đó trong cái quá trình tu chứng thiền, các vị đó đã ly dục, ly bất thiện pháp rồi, cho nên chứng và sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì do cái ý chí ly dục, ly bất thiện pháp đó không cần đến, chán, thì như vậy không có, ở trên cái cổ đó không có khứu giác, vị giác, xúc giác. Thì trong trường hợp này không được gọi là vô phước. Không được gọi là vô phước. Nhưng mà cái sự thiếu khứu giác đó
thiếu vị giác, thiếu xúc giác đó, chúng ta cũng không nên nói rằng vị ấy là hữu phước, bởi vì nó không có liên quan gì đến cái phước báo ở đây. Bởi vì các cõi phạm thiên ở trên đó là các vị do năng lực của thiền định. Còn ở con người cõi trời của chúng ta kìa, cõi người và cái cõi dục giới đó, cõi chư thiên, cõi thiên dục giới đó, thì cái này mới gọi là có phước hay là không có phước. Một người mà họ muốn có tiền nhưng mà họ không đào đâu ra tiền được, cho nên họ sống thiếu thốn cực khổ, một ngày họ thu nhập ít ỏi, thì họ mất cái sự an vui, họ không có cái sự an vui trong cuộc sống vì không có tiền, thì cái này mới gọi là khiếm khuyết, gọi là nghèo, gọi là thiếu, gọi là vô phước. Nhưng mà một người nhà giàu đó, khi mà họ đi chơi, nhưng mà thật ra đó họ đi chơi họ đâu có đem theo trong túi tiền, họ đâu có đem tiền theo trong túi nhiều đâu quý vị, nhiều khi họ không có, họ chỉ mặc cái quần sọt hay là mặc cái áo vậy thôi, rồi họ đi, họ chạy bộ trên đường phố, họ đi chơi vậy, họ đi thể dục, đến tennis chẳng hạn. Thì đối với họ, ngay trong lúc đó một người ăn mày cũng ở gần đó, cũng không có tiền, và cái ông này cũng, cái ông nhà giàu này cũng không có tiền trong túi, thì hai ông này, một ông là vô phước, còn một ông thì không phải là vô phước, mà tại vì ông ta không có đem theo, không có xài, nó khác nhau cái chỗ đó. Cũng như khi mà một người mà sống nghèo khổ, phải lam lũ cực khổ, ở tuốt trong rừng sâu để mà qua đạm bạc qua ngày hay là nắng mưa khổ sát, thì cái trường hợp đó chúng ta mới gọi là vô phước. Còn như Thái tử Siddhartha, ngày có mà ngày bỏ để ngày đi tìm cái chân lý, ngày tu tập, thì trong trường hợp chúng ta không nên nói lúc đó là ngày trở nên nghèo khổ thiếu phước. Chúng ta không thể nói là trong lúc Samuel Gautama, Thái tử trở thành Samuel Gautama là người nghèo khổ thiếu phước, không không thể nói gì được. Cái trạng thái mà người ta từ bỏ, có mà từ bỏ là khác, có mà từ trước là khác, còn cái mà muốn có mà không có được thì cái đó mới là không phước. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Bổng về Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình thượng tọa Tổ sư, xin hỏi thượng tọa câu sau cùng rồi để thượng tọa đi nghỉ. Bạch thượng tọa Tổ sư, một điều mà một người học và thắng pháp bị tâm mà thấy rằng một cái diễn trình tâm mà, một cái tiến trình tâm mà nhiều, thí dụ nó 17 sát na chẳng hạn, thì thật ra nó sanh khởi rất nhanh, ở trong một tích tắc thôi nó có thể cả triệu triệu sát na tâm sanh khởi triệu. Thì một diễn trình tâm 17 cái, 17 sát na có nghĩa gì hết? Và khi mà chúng ta nói đến cái vi tế nhỏ nhìn như vậy đó, thì gần như chúng ta không can thiệp được gì. Dạ, dù là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, dù là cái tâm xử lý Chavada thế nào đi nữa. Như vậy thì ở trong Phật Pháp cũng có nói đến thu thúc lục căn, thì chúng ta can thiệp ở chỗ nào? Chúng ta can thiệp ở chỗ ngũ sông thức hay can thiệp chỗ Chavada? Và Chavada sanh khởi nhanh như vậy, làm sao chúng ta can thiệp được? Thì xin thượng tọa khoan hỷ giải rõ về hai cái cách nói đại loại và vĩ mô này nó khác biệt như thế nào, kính thưa thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật sự thì nếu chỉ trong một cái diễn trình tâm
có 17 sát ra, trong đó có 7 cái châu ná thì không có can thiệp được cái gì hết. Chúng ta có thu thúc được cái gì hết, bởi vì một phẩy móng tay tâm sinh diệt triệu triệu sát na, một búng móng tay một chỉ một tích tắc là đã triệu triệu sát na rồi, làm sao mà kịp thu thúc. Như ở đây thưa quý vị, cách nói vĩ mô là chúng ta nói một cách chi tiết phân tích ra như vậy, nhưng mà nói đại loại thì cái việc mà thu thúc, thí dụ bây giờ khi một vị tỳ kheo đang ngồi tiếp xúc với một cô tín nữ trẻ đẹp, thì vừa khi mắt thấy cảnh sắc đó nhiều lần trong nhiều khẩy móng tay, nhiều khẩy móng tay mắt thấy liên tục, thì cái diễn trình tâm nhãn môn nó cũng sanh khởi liên tục. Nhưng mà cái chỗ thu thúc á là cái lỗ ý tiếp nối với lỗ nhãn môn kìa. Lỗ ý tiếp nối với lỗ nhãn môn nó có hàng trăm hàng ngàn sát na, hàng triệu sát na. Bởi vì mình thu thúc trong vòng một phút, mình suy nghĩ trong vòng một phút 30 giây là mình mới có thể trấn tĩnh được cái nội tâm này. Nói nếu mà vị nào mà vừa nhìn thấy cảnh sắc đó mà trong vòng 30 giây mà trấn tĩnh được nội tâm để cho tâm thiện sanh khởi, cái chuyện đó ở vị đó tu tập khá lắm rồi thưa quý vị. Mà như vậy nếu xét về lộ trình tâm thì có vô vàng lỗ tâm nó đã sanh khởi tiếp đối với lộ vũ, từ chỗ nối gốc lộ nhãn môn, nối gốc hình tướng màu sắc, rồi nó phân biệt được cái đẹp ở chỗ nào, đẹp ở mắt, ở tai, mũi, lưỡi, thân, rồi sau đó mới bắt đầu nó diễn ra cái lộ tâm ý môn phải xử sự như thế nào, tức là phải tắt, phải suy nghĩ quán thấy sắc đó, rồi phải bị suy già, ổ bệnh tật, ngủ manh đóng hôi thối đổ vỡ, chết sẽ chấm dứt mạng sống. Khi mà quán xét được như thế để cho tâm tham ái không sanh khởi đối với cảnh sắc này, thì đó là cái sự thu thúc. Thì cái sự thu thúc lục căn ở đây đó, tức là chỉ cho một quá trình dài của vô vàn lộ tâm nó sanh khởi tiếp nối với lộ sắc đó. Nó tiếp nối với cái lộ ý môn, lộ theo ý môn tiếp nối với lộ tâm nhĩ môn, nhãn môn, là nói theo lộ trình tâm thì như vậy đó mới gọi là cái sự thu thúc. Cho nên ở đây đó thưa quý vị, khi mà bàn đến cái chỗ này, có những vị hành giả chúng tôi cũng nói nè, vị đó thường khoe rằng là bây giờ cái chánh niệm bén nhạy có thể là chánh niệm từng sát na, cái chuyện đó là chuyện nói khoác, nếu không muốn nói là nói dốc. Làm sao mà có thể từng sát na thế, từng lộ tâm còn chưa có thấy được nữa, ở chưa có chánh niệm được kịp, đừng nói chỉ là từng sát na, phải qua một cái giai đoạn vô vàng sát na, nghĩa là trải qua một 30 giây chánh niệm trong 30 giây, nghĩa là cảnh trôi qua 30 giây mình mới chánh niệm được, ghi nhận được, thì cái đó là giỏi lắm rồi thưa quý vị. Nhưng mà trong 30 giây có bao nhiêu
30 giây chỉ có nửa phút là đã chánh niệm được rồi, thì như vậy cái đó là hay lắm rồi. Sự thu thúc lục căn cũng vậy. Cho nên đây là cái ý mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua một cái khái niệm về cái việc thu thúc lục căn với cái sự diễn trình của cái tâm động lực cho con ná. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính tính từ tổ thầy siêu đi nghỉ. Từ tổ pháp tân ơi, từ tổ có thể có thể trả lời được không? Nếu từ tổ đang ở trước máy. Một lần nữa xin được hỏi từ tổ pháp tân, từ tổ có nghe được không? Dạ vâng. Từ tổ tân, tại sao những người ưa thích ngũ dục mạnh mẽ đó, tức là chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì là người có cái khuynh hướng hướng ngoại ở cái thịt thường đó? Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Phật Tính, Tề Tri, Sư Nguyên Thông, chào quý cô tu nữ và thần chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị nhiều và cho biết đã nghe rõ. Thì thường đó thì người ta chạy theo ngũ dục là nhiều. Vì với cái tâm mà không có tu tập thì chạy theo ngũ dục. Cái người mà có tu tập thì nó chạy, nó hạn chế lại bớt. Như trong Kinh Pháp Cú Phật dạy rằng tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Cho nên tâm là nó bị chạy theo các cái trần cảnh, mà cảnh ngũ dục, cảnh ngũ ngũ dục á, thì chúng ta thấy nó bên ngoài, liên quan đến bên ngoài là gì? Mắt thấy sắc đẹp, tai nghe âm thanh hay, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm cảnh vị, rồi thân xúc chạm, năm trong năm cảnh đó. Cho nên là thường thường là người ta bị đắm nhiễm ở trong năm cái cảnh đó. Như vậy thì cái tâm nó có thói quen, nó hướng vào ngoài nhiều, nó chạy theo. Tuy rằng cái tâm của mình nó, chúng ta cũng biết là nó rất là nhanh đó. Cái ví dụ như là một trong những cái khải móng tay và hàng triệu sát na đó, thì chúng ta biết là nó cực nhanh, nó cực nhanh. Cho nên là cái người mà có tu tập thì có thể là mình, tức là mình có tu tập bằng chánh niệm, bằng phương pháp chánh niệm, thì mình còn quả may, mình có thể là chút nào đó mình được ghi nhận. Bởi vì cái sự ghi nhận của mình á, trong mỗi một một cái khải móng tay về hàng triệu triệu sát na, mà giờ mình nhìn lại cái tâm của mình bằng chánh niệm tỉnh giác á, thì cũng không có mấy cái thời gian đâu. Cho nên lúc nào mà mình giữ được cái tâm được thì tốt. Cho nên là cái người mà ở bên ngoài đó, cái người mà không tu tập thì theo cái phương hướng chung á, thì nó phải bị các cái dục quay cuồng. Các cái dục quay cuồng, chúng ta thấy như vậy không phải đợi tới mắt thấy rồi ấy đâu. Có khi tâm chúng ta nghĩ lại những cảnh đó, rồi có khi mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, chúng ta nhìn, dường như là nhìn nhìn là nó, cái khoảng thời gian chúng ta không thấy nó rõ được cái tâm của mình, không thấy rõ được cái sự sanh diệt của tâm. Cho nên là mình không có nhận diện ra cái tâm của mình. Cái thi là khởi lên cái lòng ưa thích, tham tâm. Có khi là khởi lên cái tâm không ưa thích, là sân tâm. Thì cứ như vậy, nó cứ trở qua trở lại, ở trạng thái này sang tới trạng thái khác, liên quan đến năm cái giác quan của mình, mà mình gọi là cảnh ngũ, hay là ở cái bên ngoài.
cái cảnh bên ngoài. Bởi vì nếu căn cảnh tiếp xúc với, căn tiếp xúc với năm trần cảnh, mà năm trần cảnh này nó thuộc thuộc về bên ngoài, thuộc về sắc thinh hương vị xúc, cho nên là mình có cái thói quen là khuynh hướng hướng đến với cái ngoài, bên ngoài là nhiều. Nhưng mà bây giờ giữ cái tâm của mình với một cái phương pháp thiền tập, giữ bằng cái tâm phương pháp thiền tập là chánh niệm và tỉnh giác đó. Thì lúc nào mình thu thúc được, mình nhìn được cái tâm của mình dựa trên, gọi là mình dính gắn cái tâm của mình vô trong cái đề mục nào đó, thì cái tâm mình đó trong khoảng chốc lát nào đó mà mình được giữ cái tâm của mình trong cái đề mục, thì nó không có bị chạy theo các cái trần cảnh đó. Trần cảnh đó. Mà chạy theo trần cảnh thì chúng ta cũng biết là tham ưu ở trên cuộc đời này nó sanh khởi, như là trong kinh Đại Kinh Niệm Xứ, Đại Kinh Niệm Xứ Đức Phật ngày dạy như vậy. Cho nên là hổng tham thì ưu, không có trạng thái này thì trạng thái khác. Thì trong cả các cảm thọ của mình thì nói trong kinh Tạng thì thọ khổ, thọ lạc và thọ xả, phi khổ phi lạc. Hay là chúng ta nói thân và tâm, thì cái gì đi nữa thì nó thường thường sinh ra khi mà căn tiếp xúc với các trần cảnh đó, mà mình không có cái thu thúc bằng chánh niệm thì dễ dàng các cái tham ưu, tức là phiền não nó sanh khởi. Tham thì dính mắc, ưu thì cũng bị dính mắc cái trong cái sự không hài lòng, không ưa thích cho một cái cảnh nào đó, thì phiền não nó cũng thể sanh khởi. Cho nên nếu như một người có thu thúc, dù là đi đứng nằm ngồi, trong khoảng khắc nào mình giữ tâm mình được bằng cái chánh niệm, thì cả hơi thở ra, hơi thở vào, hoặc là trong một cái đề mục nào đó mà mình thấy rằng cái đề mục đó nó giữ cái tâm của mình được, mình ráng cố gắng bám vào đề mục để mà giữ chánh niệm, thì cái đó nó tốt. Chứ còn bình thường thì theo cái tâm nó thì bị hướng ngoại nhiều. Cho nên có nhiều người nói, có nhiều nói giống như là hướng ngoại thì chạy sao động ở bên ngoài, nhưng mà hướng nội là quay về ở bên trong. Nhưng mà nói chính xác hơn á, là cái người có cái đời sống thiền tập bằng chánh niệm thì họ mới có thể hướng nội về, tức là họ hướng về cái tâm của họ, đặt cái tâm của họ vào trong một cái đề mục, giữ cái tâm của họ. Cũng có lúc là tâm bị sao nhãng, tâm bị sao nhãng do bị thất niệm, sao nhãng theo các cái trần cảnh, các cái trần cảnh. Nhưng mà rồi mình sực nhớ lại nhờ cái chánh niệm đó, mà mình sực nhớ, mình giữ cái tâm mình lại, mình gắn cái tâm mình vào trong cái đề mục trở lại, thì mình cứ tập tới tập lui và liên tục như vậy thì giữ cái tâm được. Còn không thì thường thường là chúng ta thấy rằng nó giống như một cuồng phim, nó chụp hết cái cảnh này tới cảnh này, nó nhanh lắm. Chúng tôi nhớ hồi xưa mà giống như là cái ví dụ mình coi cái phim mà phim nhựa mà trắng đen hồi xưa, mà cái máy nó chạy xè xè đó, khi mà nó đứt khúc ra đó, nó bị đứt phim, đứt khúc ra, rồi những cái người quay phim, chiếu phim họ cắt ra, họ bỏ đó. Mình còn bé mình lượm lại thì thật sự ra là nhiều cái hình nó rạp lại, để mà mình thấy cái cảnh người ở trên đó họ di động mà đánh, hay là họ nói năng, họ làm gì đó bằng cái cử chỉ của họ, thì nhiều cái hình nó ráp lại, có một cái hình thành một cái người mà họ quánh giỏ, hay là họ bắn súng, hay là họ chạy, họ nhảy gì đó, thì nhiều cái hình nó ráp lại thành một cái hình đó. Cũng như là cái tâm của mình cũng vậy, nó bắt qua nhiều cái cảnh, mình không nhận ra, tới chừng mình chợt nhận ra thì nhiều khi mình lầm tưởng là cái tâm của mình nó ở cái giai đoạn mà mình trực nhận đó. Nhưng mà trong những cái giai đoạn mà mình chưa trực nhận được, chưa có chánh niệm để mình ghi nhận được, thì rõ ràng là nó theo nhiều cảnh lắm, nó nhiều cảnh.
nó nhiều cảnh với nhau mà mình không nhận ra, chỉ nhận ra những cái lúc mà mình trực nhận được. Cho nên cái người mà để cái tâm mà buông lung theo các trần cảnh thì luôn luôn có cái sự hướng ngoại, hướng ngoại chứ ít có hướng về cái nội tâm. Và hướng về nội tâm thì chỉ có chánh tỉnh giác mà thôi. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng tọa trả lại. Sao thú kính được Thượng tọa Pháp Tính? Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có ở trước máy không? Nếu được kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận số 5. Đại Đức Pháp Tính ở trong một cái ví dụ về khúc gỗ trôi ra biển cả đó, thì Đức Thế Tôn Ngài có đưa ra những cái lý do, ví dụ như tấp vào bên này, tấp vào bên kia, rồi bị người vớt lên, rồi bị phi nhân vớt lên, rồi bị mắc cạn, rồi bị thúi từ trong lục thúi ra chẳng hạn. Nhưng mà đặc biệt là có hai điều là tấp vào bên này, tấp vào bên kia đó, chỉ cho cái sự ái chấp đối với sáu cảnh và ái chấp đối với sáu căn. Thì chúng ta nghe có riêng biệt đó, dạ nghe riêng biệt, nhưng mà nghĩ lại đó thì căn và cảnh nó luôn luôn đi chung với nhau. Ví dụ mắt đi chung với cảnh sắc, tai đi chung với cảnh thinh, mũi đi chung với cảnh khí chẳng hạn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải chia riêng? Có ai mà ái chấp vào lục căn mà không ái chấp lục trần, hay là ái chấp vào lục trần không ái chấp chấp lục căn? Cái này ý kiến của Đại Đức Phật Tịnh. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con này xin hành kính đảnh lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Minh Hành cùng chư tôn Bụt Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu hỏi của Thượng tọa vừa nêu lên, thì thật sự ra đó, thì cái tánh khí của tất cả chúng sanh ở trong cái thế giới này nó rất là đa dạng. Nó đa dạng ở cái chỗ nào? Có nghĩa là có những chúng sanh thì ái chấp vào những cái cảnh, những cái cảnh cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì rồi có những cái chúng sanh thì ái chấp vào cái nội phần của mình, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì đúng là như là chúng ta học ở trong cái bài học ngày hôm nay, thì mắt chỉ chuyên bắt cảnh sắc, tai chỉ chuyên bắt cảnh thinh, có nghĩa là nghe tiếng thôi đó, mũi chỉ chuyên nghe mùi. Nhưng mà tại sao mà được phân ra, được phân ra cả hai bên bờ như vậy? Thì là tại vì có những chúng sanh họ sẽ dính mắt với ngoại cảnh, có những cái chúng sanh họ sẽ dính mắt với nội nội thân, rồi có những cái chúng sanh cũng dính mắt cả hai, có nghĩa là ở bên cái phía nào cũng dính mắt hết. Thì quý vị thấy rằng như cái trường hợp mà chúng ta thấy đối với hoàng hậu Khê Ma, hoàng hậu Khê Ma đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là muốn đi nghe Đức Phật thuyết pháp lắm. Nhưng mà nghĩ rằng là Đức Phật cứ thuyết giảng về những cái thể trược ở trong thân vân vân đó. Nhưng mà khi mà bà nghe Đức Vua, bà nghe những cái người ở trong cung, người ta mô tả trúc lâm tịnh xá, có những cái hàng trúc, rồi có những cái người mà người ta làm những cái cảnh này, những cái cảnh kia đẹp vân vân. Thành ra đó là bà tuy rằng bà không muốn nghe Đức Phật thuyết pháp, vì nghĩ rằng Đức Phật cứ nói về cái sắc thân này, nhưng mà nghe tả những cái cảnh ở trong trúc lâm tịnh xá, bà cảm thấy là bà hoan hỷ, có bà cảm thấy cũng như là tò mò, muốn đi, muốn đi đến đó để xem cảnh đó. Thành ra bà len lỏi vào ở trong cái đám đông của những người phụ nữ để bà mục kích, cũng như là bà coi cái những cái cảnh ở trong đó.
Thì lúc đó Đức Phật Ngài thấy, Ngài đọc được cái tư tưởng của bà. Thành ra lúc đó Ngài đã dùng thần thông làm cho một cái người hầu gái để mà quạt Ngài, quạt Đức Thế Tôn. Rồi từ từ cái sắc đó nó si già, nó đổ vỡ ngay tại chỗ, và nó dẫn đến cái sự mạng chung, rồi nó dẫn đến cái sự tan hoại. Thì chúng tôi muốn kể ra cái câu chuyện này đó, thì quý vị thấy rằng có nhiều lúc đối với Hoàng hậu Khe Ma, thì Hoàng hậu cho rằng cái thân mình nó đẹp, mà thật sự thì Hoàng hậu rất là đẹp, Hoàng hậu Khe Ma thì rất là đẹp quý vị. Rồi có lúc thì nghe người ta diễn tả cái cảnh ở trong Trúc Lâm Tịnh Xá, chùa Trúc Lâm đẹp như vậy, rồi có những cái người mà người ta làm ra những cái âm thanh hoặc là những cái bài thơ vân vân đó, thì bà cũng muốn đi đến đó để mà bà xem những cái cảnh mà nghe người ta diễn tả đó. Thì quý vị thấy rằng có nghĩa là đối với Hoàng hậu Khe Ma, có lúc thì chấp vào cái thân của mình, có lúc thì nghe nói đến những cái cảnh ở bên ngoài, lục trần ở bên ngoài, thì bà cũng thấy thích thú với cái chuyện đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là ở trong cái đời sống này, có người thì vướng cả hai, có người vướng cả hai luôn, còn có người thì có những chúng sanh thì bị những cái ngoại cảnh ở bên ngoài nó chi phối. Hãy bà nghe cái gì mà nó đẹp, hoặc là nghe thấy cái gì mà nó đẹp, nghe cái gì mà êm tai là cũng vướng vào, cũng bị cái sự chấp vào. Rồi có những người thì chỉ chấp về cái thân của mình thôi. Người ta cho rằng thí dụ như là mình có cái sự thông minh, hoặc là người ta cho rằng là mình có cái nước da, hoặc là có cái dáng người vân vân, thì chấp vào cái thân mình như vậy. Thành ra đó, ở đây đó thì chúng con muốn nói rằng là đối với tuy rằng là mắt là đối chiếu với cảnh sắc, tay đối chiếu với cảnh thinh vân vân, nhưng mà được phân ra ở bờ bên này bờ bên kia, là có nghĩa là sáu cảnh ở bên ngoài và lục căn ở bên trong, là được phân chia ra như vậy để cho chúng ta biết rằng là chúng ta hiểu được là có những chúng sanh cần phải yểm ly đối với các sắc, có nghĩa là thu thúc lục căn. Rồi có những cái chúng sanh cần phải quán về cái sự mà bất tịnh hay là sự vô thường ở trong nội, ở trong cái nội căn của mình, trong nội phần của mình đó. Rồi có những chúng sanh phải coi như là phải chia ra, giống như là chia ra 18 giới vậy đó, để cho mình biết rằng là những cái cảnh này được chia ra đó, thì nó hoàn toàn là nó không phải là của mình, nó vô ngã. Thành ra nhờ như vậy thì mới tỏ ngộ được, có nghĩa là thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó. Thành ra mới được chia ra thành hai phần như vậy, để cho tùy hợp với tùy theo cái căn cơ của mỗi chúng sanh. Thì đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thú. Kính thưa Đại Đức Phật Tính. Thưa quý vị, chúng ta có thể nói một cái thí dụ cụ thể, đó là có khi chúng ta đặc biệt ưa thích một cái món nào đó, ví dụ như là chúng ta thích cà phê hay thích thuốc lá, cái đó thuộc về cảnh, và vướng vào cảnh, phải có những cảnh đó. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta chỉ chấp vào căn, ví dụ như mình ăn món gì cũng được, nhưng mà thích ăn bạch là cái để thỏa mãn lưỡi, bất cứ món gì ăn cũng được hết, nhưng mà miễn có ăn là được. Thì có đôi khi chúng ta nặng về căn, có khi chúng ta nặng về cảnh. Và thường là những người nặng về căn đó, đôi khi họ lại nặng về cái liên quan đến tự ngã. Và tôi là như vậy đó, tôi là thế kia. Chúng tôi xin kết thúc bài học ngày hôm nay và bài học tới của Thắng Pháp Abhidhamma, thì chúng ta sẽ trở lại tiếp tục phần về năm giác quan.
Đây là một đề tài lớn ở trong Đạo Phật, và dĩ nhiên cũng là một đề tài lớn ở trong Thắng Pháp. Kính trưng Chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý Ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông đúc, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn chiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Hương Viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thực tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn. Xích Quang Nghiệt, Xích Trần Đạo và Đạo Tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.